khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương. Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Đèn vàng anh nhớ em, anh nhớ em. Oh, oh, oh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Thank you.
Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa ấy có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa ấy có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi là Đức Hạnh và Tuấn Chiến ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn. Thưa quan viên hai họ, qua thời gian hai cháu tìm hiểu, lầy đã chín mùi, được sự nhất trí của hai cháu, hai gia đình, của chính quyền thông qua phong tục tập quán của địa phương, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tiến hành tổ chức lễ thành hôn để tác thành cho hai cháu thành vợ thành chồng. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú một lời chào trân trọng nhất, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì, chú, bác, anh, chị em, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể ông trưởng. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng thuận nhất trí của hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng đã thống nhất làm thủ tục về lễ cũng như là nội dung. Vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai cũng đã báo cáo, tôi được phép của hội đồng gia tộc cũng như ông bà hiếu hiền xin nhận và chấp thuận toàn bộ những cái nội dung cũng như là vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai đã trình bày trước hội trường. Thế cuối cùng thì tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, cảm ơn.
Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào. Tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn và cùng nhau sắt chia. Cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Cháu, ông bà có chút quà cho cháu là mong rằng các cháu sống thế nào cho nó tròn nghĩa hiện tình, tròn nghĩa với tổ tiên, với ông bà, với cha mẹ và con anh em trong nội tộc. Và vẹn tình tức là vợ chồng ăn ở với nhau phải trung thủy, tin tưởng nhau, thương yêu giúp đỡ nhau, xây dựng gia đình đầm ấm và thật sự hạnh phúc. Đấy, ông chỉ có những lời thế thôi. Mời chào bác. Đây là món quà mà bố mẹ quý nhất 25 năm qua, hôm nay xin dành tặng cho con. Còn đây chỉ là một món quà vật chất rất là nhỏ bé. Chúc các con luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn mạnh khỏe, và hãy là một người tử tế và làm những điều tốt như là bố mẹ đã, hai bên đã dạy dỗ các con. Không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào, và anh có tốt không, sẽ là đôi vai ấm như em cần. Rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần mong chờ, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng.
chờ là người cho em ngày bình yên. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng. Kính thưa các đồng chí đại diện cho cấp ủy và chính quyền địa phương, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, cùng các vị khách quý của hai bên gia đình. Tôi xin được giới thiệu, tôi là bác của cháu Hạnh. Thế hôm nay là thay mặt họ nhà gái đưa cháu sang đây. Thế và hôm nay cũng rất là vinh dự cho đoàn họ gái, là cũng xin được giới thiệu. Hôm nay là có ông nội của cháu, năm nay 87 tuổi, cán bộ quân đội về hưu. Hôm nay còn sức khỏe để đưa cháu. Và có đầy đủ các cô, các ông, các bà, các anh, các chị cùng các cháu đưa cháu Hạnh sang làm dâu, làm con, làm cháu, làm anh, làm chị của bên gia đình các cụ bên nhà. Thế thì trước tiên tôi không biết nói gì hơn, thấy rằng cái sự
đón tiếp rất là nồng hậu và ấm cúng tình cảm gia đình của họ nhà trai. Cho thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn. Thế hôm nay đúng là lên đây phát biểu cũng rất là xúc động. Hôm nay là thay mặt đoàn để đưa cháu sang đây làm dâu với các cụ. Thế đúng là cháu thì có lớn, nhưng mà trong cuộc sống đời thường cũng còn có những cái cũng chưa được tròn. Thế hôm nay thì thay mặt đoàn được thay lời đưa cháu sang đây để làm dâu, làm con, làm rể các cụ. Đúng là cuộc đời người con gái tôi cho rằng có khi đây là có thể xoay chuyển 180 độ. Thôi ở nhà với ông, với bà, với cha, với mẹ, với anh, với chị, với em thì có cái điều gì. Nhưng mà sang đây làm dâu, tôi nghĩ rằng cũng còn nhiều những cái điều bỡ ngỡ về tập quán, sinh hoạt, đời thường cũng còn có cái này cái khác. Thế thì cũng chỉ mong rằng các cô, các ông, các bà sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu từng bước được hoàn thiện. Và tôi biết rằng quê hương ta cũng có những cái nghề truyền thống. Tôi nghĩ rằng nếu Tương Bần mà các cụ tin cháu thì tôi tin rằng cháu sẽ làm được. Thế cuối cùng không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi là Đức Hạnh và Tuân Chiến ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu Chiến, người đại diện cho họ nhà trai ngày hôm nay. Thưa quan viên hai họ, ngày xưa các cụ có câu trai khôn thì tìm vợ, gái ngoan tìm chồng. Qua thời gian hai cháu tìm hiểu, nay đã chín mùi, được sự nhất trí của hai cháu, hai gia đình, của chính quyền, thông qua phong tục tập quán của địa phương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tiến hành tổ chức lễ thành hôn để tác thành cho hai cháu thành vợ thành chồng. Nay thời tốt đã đến, tôi xin tuyên bố trước toàn thể người hôn, kể từ giờ phút này trở đi, cháu Đức Hạnh là con dâu của ông bà Trung Phú, mà là cháu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai chúng tôi. Còn cháu Xuân Chiến là con rể của ông bà Hiếu Hiền, là cháu của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái. Mong rằng các cháu sống có đạo nghĩa vợ chồng, đạo hiếu với cha mẹ thì xứng đáng là dâu hiền và thể thảo. Cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn làm thanh nữ tú một lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng
lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mở cùng
cách đôi mi chung một giường, đôi khi mở cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt. Phải không em ơi, anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng là thu rơi, nơi rừng thông xuyên địa đàng. Tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi, rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Vô thật.